Vì sao mà mình phải cố gắng thực tập chánh niệm trong đời sống hàng ngày? Vì chánh niệm rất là quan trọng. Đó cũng là lời của Phật dạy. Ở trong kinh Tạng Nikaya, xuyên suốt cái quá trình mà Ngài đi giảng dạy, nhất và đặc biệt nhấn mạnh vào nó như là một con đường đưa đến giải thoát. Giải thoát hay không ở trong kiếp này á, thì mình cũng phải tu tập chánh niệm nếu mình muốn sống một đời nó tỉnh giác, ít cái gieo nghiệp bất thiện và có cái niềm vui sống như là kiếp người. Thì chánh niệm á, buộc mình phải tu tập thôi. Thì đường nào mình cũng phải thực tập chánh niệm. Vì sao nó quan trọng như vậy? Bởi vì cái bộ não của mình bình thường nó được thiết lập bằng rất là nhiều những cái điều kiện, mà những cái điều kiện này nó không có cho phép mình sống một cách có tỉnh thức, một cách có chánh niệm, mà nó khiến cho mình luôn liên tục một cách mù mờ phản ứng. Cái thứ hai là những cái điều kiện này nó làm cho mình không có thể sống an trú ở trong hiện tại, mà lúc nào cũng bị cái quá khứ nó trỗi dậy ở trong lòng. Và khi mà quá khứ nó trỗi dậy trong lòng thì mình sống giống như là một xác chết. Có nghĩa là sao? Bản thân mình và những người xung quanh chúng ta tự bản thân chiêm nghiệm và quan sát á, ta thấy họ cũng đi qua đi lại, cũng sinh hoạt, cũng nói năng, cũng vui cười, nhưng cái thời gian phần lớn á, là ta thấy ta và người sống với một gương mặt rất là dài, là bởi vì trong tâm họ chứa quá nhiều những cái quá khứ lo âu, buồn rầu, suy nghĩ nghi ngờ, tức tối, giận hờn, ghen tị, buồn phiền nhiều lắm. Thì đó là những cái thông tin trong quá khứ của họ, nó sống dậy ở trong tâm của họ. Mặc dù cái thân ở đây nhưng cái tâm nó không có ở đây. Thì cách sống đó như một xác chết thôi, chưa chôn, nhưng mà nó không kém một xác chết. Cái cách sống đó là cái sống thiếu chánh niệm. Mà không chánh niệm thì ta mới đang bị cái suy nghĩ ở trong quá khứ nó trỗi dậy và nó sống qua con người của ta. Nó giả vờ là một con người mà mình không có đang ý thức được là nó đang mượn cái thân này, nó giả vờ là một con người mà nó sống. Còn nếu mà mình chánh niệm một cái là mình lập tức biết mình đang bị mượn xác, đang bị nhập xác. Tức là cái xác này nó là của mình nhưng mà cái quá khứ nó nhập về và nó sống trỗi dậy. Nếu mình chỉ cần ý thức được mình đang bị mượn xác thôi, là lúc đó mình có chánh niệm. Còn khi mà mình không có chánh niệm, nó có một cái tác hại nữa là khi mình sống trong cái đời sống hiện tại này, cái chánh niệm mình mà nó thiếu, tức là trong tâm mình nó đang không có bóng đèn sáng, thì cái suy nghĩ gì đó trong quá khứ nó trồi lên, cái lập tức mình phản ứng. Âm kiểu, này ý kiến của tôi, hoặc là tại sao mình suy nghĩ như thế này, mình rất là dễ vui hay là dễ sợ hay là dễ nghi với những cái gì đó, thông tin nó bỗng trỗi lên trong tâm mình một cách không mời mà đến. Giống như những vị khách không mời mà tới nhà mình á, nếu mình không có ở nhà hoặc là mình đang ngủ trạng thái mê, mình bị giật dậy, lập tức mình phản ứng. Mình không biết họ là quen hay là người xa lạ, kẻ thân hay người xa, mình không biết. Và lập tức mình phản ứng, mình hốt hoảng sợ hãi, hoặc là tống họ đi, hoặc là mời họ về một cách không có chủ động ý thức. Tại nó đều tạo ra cái nguy hiểm hết. Những cái suy nghĩ nó đến, hay là những cái lời nói mình chuẩn bị nói ra, hoặc là những hành động mình chuẩn bị thực hiện, mình không có ý thức rõ ràng, tức là mình không đang có mặt ở nhà như là một ông chủ, bóng điện ở trong nhà mình không có đang bật lên, trong cái căn phòng thân thọ tâm pháp mình không đang có ánh sáng. Thành ra những cái gì mà mình đang sử dụng nó như là cái lời mình nói, cái hành động mình làm và cái tâm mình suy tư, nó không được cái ánh sáng chánh niệm nó soi đường chỉ lối. Thành ra phần lớn mà phản ứng mà bằng sự mù mờ là đang tiếp tục lấy cái quá khứ nghiệp tạo cái nghiệp nhân ở hiện tại, để sau này cái tương lai mình nhận cái nghiệp quả mà chắc chắn là đau khổ, bởi vì cái nghiệp nhân hiện tại mình làm là không có ý thức rõ ràng. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng ở cái chỗ là nó sẽ chuyển hóa hai cái ảnh hưởng tiêu cực kia thành hai cái khía cạnh tích cực. Tức là nó thay vì nó để cho mình bị cái quá khứ sống dậy, thì mình lại có mặt ở trong hiện tại và mình đang sống ở trong phút giây này. Thì khi mình sống ở trong phút giây hiện tại thì lúc đó mình ý thức rõ về điều đó, tức là mình đang có chánh niệm. Thì lúc đó mình sống cuộc đời rất là nhẹ nhàng, bình yên, mình đi rất là thông dong tự tại. Cái gì mà mình nói, mình làm, mình tư duy, nó có vẻ giống như là một người có cái chất liệu tu hành rất là vững chãi. Người đó rất là bình yên, rất là dễ sống gần. Họ có niềm vui sống, họ có thể thấy được một cái hoa đẹp, ánh mắt của một bé thơ. Họ có thể ngồi lại bình yên và chơi với một cái chiếc lá hay một đóa hoa, hay nhìn sâu sắc vào sự hiện hữu của một cái vật hay là một con người, một kỷ niệm gì đó, một kỷ vật gì đó, vân vân. Họ có thể có niềm vui rất là đơn giản với những gì mà hiện hữu xung quanh họ. Tức là cái người mà sống trong hiện tại, cái người mà có chánh niệm vững chãi mà sống được trong hiện tại, ta sẽ để ý người đó
họ không có buồn lâu, họ không có giận dai, họ không có nghi ngờ nhiều, họ không khó để kiếm niềm vui. Và dĩ nhiên mặt họ rất sáng, họ rất là dễ cười, họ rất là tươi mới, trẻ trung. Đấy, tức là dễ sống và sống rất là bình yên, có niềm hạnh phúc mà không có quá nhiều con người và vật chất cần thiết để cho họ hưởng thụ và sử dụng. Thứ hai nữa là với chánh niệm đó, là họ rất là chủ động sử dụng những thứ mà họ có theo ý họ muốn. Những thứ họ có là lời họ nói, hành động họ làm và suy tư của họ trong tâm. Và khi mình làm cái gì mà bằng cái chánh niệm tỉnh giác thì chắc chắn mình sẽ làm theo ý mình muốn. Theo ý mình muốn tức là mình không bao giờ muốn mình khổ. Tức là mình sẽ làm một cái nhân mà chắc chắn cái quả nó sẽ là như ý mình muốn. Chỉ bằng cách chánh niệm thôi thì mình mới biết được cái nhân nào nó sẽ ra quả nào. Như vậy nhân với quả là do chánh niệm của mình, mà bất muội nhân quả là do hiện tại này mình biết chắc chắn cái gì mình làm nó sẽ có cái quả, mà cái quả đó nó sẽ tạo ra một là vui hay khổ. Bằng chánh niệm thì mình không bao giờ tạo cái nhân khổ để cái quả khổ nó về sau. Đấy. Tức là mình bằng chánh niệm đó mình reprogram, tức là mình thiết lập hóa, mình cài đặt hóa lại cái bộ não của mình, thay vì để nó chạy theo cái kiểu là bị quá khứ áp đặt và bị phản ứng liên tục một cách mù mờ và trong những cái trạng thái hiện tại với những cái gì bên ngoài nó ập vô phản ứng, với những cái gì bên trong nó trồi ra phản ứng, thì mình thiết lập ngược lại là chánh niệm, là mình cài đặt chánh niệm vào trong cái hệ thống não của mình. Và khi chánh niệm một cái là lập tức quá khứ hoàn về, và lập tức những cái ánh sáng chánh niệm nó bật lên rồi thì những cái gì mình làm, mình nói, mình suy tư nó sẽ được cái ánh sáng đó đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Cho nên chánh niệm là cái mấu chốt của trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã dạy và chư tổ đã thực hành, và đó là con đường giống như cái cửa người tu Phật phải bước vào nếu muốn đi con đường mà liễu sanh thoát tử. Nam mô A Di Đà Phật.